thông tin và công năng của Tỳ Hưu. Theo tương truyền, Tỳ Hưu là con của thần Long Tài Lộc, là sủng vật được thiên đế yêu thích. Tuy nhiên, Tỳ Hưu bản chất là một mãnh thú vô cùng hung dữ, nên đã được Thái Thượng Lão Quân tịnh hóa và tài thần thuần hóa để tiến dâng thiên đế. Tỳ Hưu miệng rộng, bụng rộng, mông nở. Đặc biệt, chúng thích ăn vàng bạc, nhạy với những nơi tài vượng, nhưng vì không có hậu môn nên vàng bạc ăn vào mà không làm thất thoát, ngụ ý như dòng tiền luôn được thu nạp vào mà không bị tiêu hao. Xung quanh Tỳ Hưu là những câu chuyện liên quan đến tiền tài, phước danh. Vì vậy, ngày nay người ta vẫn luôn sử dụng Tỳ Hưu là một linh thú để hút tiền tài, cầu phúc lộc, mong thuận lợi, may mắn, phát lộc trong kinh doanh, bảo vệ tài sản vững bền cho gia chủ trong năm tới, bảo hộ cho công việc kinh doanh thuận lợi. Ngoài ra, Tỳ Hưu còn có công dụng trấn an dương khí, xua đuổi tà khí, hóa giải vận hạn. Đến ngay Suru Hiten Suguri, địa chỉ uy tín hàng đầu về trang sức vàng để xưng ngay sư phẩm Tỳ Hưu phong thủy vàng 24K999 với mẫu đẹp và giá cả tốt nhất thị trường. Gọi hotline 1900 633 428 để được tư vấn ngay.